Vâng, xin chào các bác đến với kênh trên xe đạp. Và hôm nay mình mới về một chiếc dòng road bike đua XDF M model RX300 với tông màu chủ đạo là tông màu nhăn nhám, điểm chỉ xanh và vàng trên khung xe. Thì cái mẫu XDF RX300 này bên em đã review trong thời gian vừa qua, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao. Rồi em về một chân chiếc nữa đây, với cái tông màu xanh đen. Và bây giờ xin mời nhà tôi gửi những chiếc xe. Vâng, trên khung mình các bác, đây là cái mẫu XDF model RX300, khung nhôm. Dành cho bác ưa thích những cái tông màu tối thì cái dòng xe road bike XDF bên em đã về rất nhiều trong thời gian vừa qua rồi. Thì đây là cái model mới về bên em. Trước đây em về những mẫu RX250, 270, 300 và 350. Thì cái mẫu này là mẫu dòng tầm trung của model XDF dòng road bike mua RX300. Thì đằng trước khung thì nó hơi vòm cung phía đằng trước theo cái model của xe, hơi form về phía trước nhá, giúp cho cái người đạp có lực đẩy rất là tốt hơn về phía đằng trước. Xe chạy với bộ dây êm sườn thẩm mỹ rất là cao. Khung nhôm cái đồng cổ phốt chính hãng bản theo xe của XDF. Bên trái em sử dụng với bên tay lắp Shimano 1.5. Thì qua quá trình sử dụng thì nó hơi bị vào mòn phía đằng trước xe, có phải nhìn rõ đây, nhưng vẫn còn cái mã model của tay lắp Shimano 1.5 nữa nhé. Bên phải em cũng là bên tay lắp chính hãng của Shimano 1.5 bên tầng đĩa, người chủ cũ đi trong thời gian sử dụng nó bị xây sắt một chút ít. Ở phía bên hai bên tay lắp càng nhôm chính hãng của XDF nguyên bản theo xe. Mayer của Shimano, vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản theo xe, vành của Shimano. Cũng còn cái mã vạch thông số của vành xe đây. Kích thước lốp 700x23C, đúng là kích thước lốp cơ bản của dòng road bike đua. Cọc yên chính hãng của XDF nguyên bản theo xe, cọc yên nhôm, yên nguyên bản theo xe. Bồn đĩa Shimano. Bồn đĩa đen, bề đen rất tốt bách. Củ đề sau là củ đề sử dụng củ đề Shimano Tiagra. Xe trang bị với 10 tầng lip. Đằng sau sử dụng với Mayer chính hãng của Shimano, cũng là Mayer chính hãng của bản theo xe RS. Vành nhôm hai lớp, sử dụng cụm phanh ba mảnh Pro Max. Sẽ được sử dụng với kết hợp giữa dòng tay lắc Shimano 1.5, củ đề Tiagra, vành cặp Shimano. Bây giờ chúng ta sẽ có đứng của khung xe. Mời chúng ta đứng của khung xe là size đứng là size 50. Size chiều ngang của khung hơi form về phía đằng trước. Size 51. Thế là các bác cao từ 1m6 trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin bảo là giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với củ đề Tiagra 10 tầng lip. Lên lip không? Lip và xích cũng rất là mới. Chủ lip này rất là trơn tru và mượt mà nhá. Bên tay phải em là 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, rất là nhẹ nhàng.
bánh rất là bon xe, dành cho bác ưa thích những cái tông màu tối kết hợp giữa điểm chỉ vàng và xanh trên khung xe rất nổi bật. Mẫu model XDS RX 300 với bộ dây âm sườn, sử dụng bộ tay lắc 1.5, phủ đề Tiagra, trang bị 10 tầng lip, vành cọc Shimano. Vâng, vừa rồi đánh giá tổng thể xong chiếc XDS Dual Road Bike model RX 300 sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5, củ đề Tiagra, vành cặp Shimano, trang bị với bộ dây âm sườn rất là cao cấp. Và xe giá gốc bên em là 10.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại trong ngày mai.